Ba Quy, chi nhánh Thanh Hóa. Chúng tôi hiện tại đang trong không khí hân hoan chào đón Tết Đinh Dậu năm 2017. Thay mặt cho chi nhánh Thanh Hóa, tất cả các đồng nghiệp hiện tại đang làm việc trên các vùng miền đất nước qua các chi nhánh văn phòng của công ty cổ phần thương mại Tam Quy, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, chúc cho chúng ta đón một năm mới 2017 Đinh Dậu an khang thịnh vượng và có nhiều thành công mới. Quyết thắng. Watashi wa renji shin desu.
Chúc nhau năm mới bình an, cả nhà đều hạnh phúc.